Đây là tất cả gia vị tụi mình chuẩn bị cho anh em à, chơi cấp độ cuối luôn. Đó chính là cái bánh này. Cái thằng wasabi nó hơi não đó. Ui thôi, mắm tôm. Đây là tất cả gia vị tụi mình chuẩn bị cho anh em à. Mẹ quay á. Để tao ăn rồi hả quay mày ơi. Tao định rủ mẹ tao quay chung. Rất là nhiều loại gia vị luôn anh em. Ủa sao có dán không vậy ta? Thiếu một loại gia vị rồi anh em. Khủng mày, đổ đây người ơi. Thiếu tôi ngót anh em. Bây giờ tụi mình sẽ ăn bánh gạo, bốc thăm chỉ có lại gia vị anh em. Mày quậy quá anh TV ơi. Cục gà gớt cái lớp chơi luôn rồi anh em. Kẹp vô hết luôn đọc mày đó. À, hôm nay tụi mình chơi trò chơi ăn bánh chấm với tất cả loại gia vị. Có gia vị rồi mà thiếu bánh. Ý tao đang ăn mà mày làm cái gì vậy? Hôm nay là ăn bánh gạo, ví dụ chấm với tôi ngót. Thôi mày ăn mình này luôn đi. Thì tất cả là gia vị này, bây giờ mình sẽ phát mẹ mình với Bibo mỗi người cái bánh gạo anh em. Bibo một cái. Mẹ một cái. Có rồi. Thôi cái này của tôi anh em. Mẹ tôi với Bibo sẽ xé bánh gạo ra anh em. Rồi. Xé ra cầm nữa thôi nha. Chưa có ăn mà. Đây là tất cả các loại gia vị. Bây giờ hai người bốc cầm ăn cái bánh gạo nha. Trong đây là các loại gia vị nè anh em. Bốc được cái hộp nào gia vị nào thì phải chấm đúng lại gia vị đó trong đây. Bỏ vô bao Bibo đó. Mẹ, bây giờ mọi người cái bánh gạo, sau đó bóc đi. Sao này bóc tôm ăn đi bò. Ý là bóc lại như vậy nè. Có hết tương ớt. Bóc chúng qua sao bị là chết luôn. Còn đây là bây giờ trên tay mọi người cầm cái bánh gạo đi. Bóc thầm chúng nào ăn cái đó. Không thiếu loại nào hết nè anh em. Có sữa không cho tao không biết uống cà phê ơi. Có luôn. Để sữa đặc công thọ nè anh em. Rồi. Cảm ơn nha. Rồi có bánh gạo hết chưa? Rồi. Hai người bóc thầm còn ăn bánh gạo chứ cái gì trước nè. Còn bây giờ ai sẽ là người bóc trước đây? Mẹ bóc trước nha. Con bóc trước đi Bibo. Bibo. Vậy bây giờ ai bóc trước đây? Mẹ đi. Con đi. Mẹ đi. Mệt quá. Không ai là người trẻ nhất trong khu này. Người đó bóc trước đi. Mày đó. Anh em ngoài chiếc bi tôi là người nhỏ nhất ở đây. Ai là người già nhất đi. Bóc trước đi. Ba tôi là người già nhất ở đây. Không ai Bibo giờ được mẹ tôi. Bibo bóc trước đi. Ớt xay anh em. Vậy là mày phải ăn với ớt trong đây. Ớt xay. Bây giờ cái luật là bốc rồi là phải ăn luôn chứ không có bỏ vô bốc lại nha. Để cuối cùng nó cũng được bốc lại rồi anh em. Thôi kệ, xí xóa bỏ qua. Sao? Tôi là người bốc. Ở mày bốc chung ớt thì sao? Thì mày phải ăn ớt chứ sao? Bốc đại đi. Thôi tiên tao bốc chung cao anh em. À chào, trong đây là đây. Ừ, ghê lắm. Ghê hả? Ủa mày nể vô miệng. Ủa tao không ăn đó. Nó đi, nó đi ối luôn rồi anh em. Chào chứ bánh gạo, có ở đâu mà ghê. Ghê. Bây giờ ra bóc thầm tí còn ăn tí món gì tiếp theo anh em. Ghê thiệt chứ. Ngon mà mày. Mấy người lớn người ta biết ăn chào. Mà mấy người ăn không quen là thấy ghê lắm anh em. Rồi bây giờ mẹ bóc tiếp đi. Đang ngon mà. Không, cái này là của Bibo. Bây giờ mẹ bóc món khác đi. Bóc chung trên nước tường anh em. Gạo sao ăn nước tường. Cái lực là phải ăn thôi. Chéo mẹ. Mày khôn quá vậy. Mày không chơi mày cho tao với Bo chơi vậy? À anh em, bây giờ tôi sẽ chơi một trận. Vậy ai ra làm trọng tài? Mẹ tôi già, nhường cho mẹ tôi làm trọng tài. Tôi với Bo chơi. Tôi chơi một trận rồi, thế mẹ cho vô lại. Anh lấy mọi người cái bánh gạo đi Bo. Cái tôi dính tôi ngớt rồi. Thôi để tôi lấy cái khác. Rồi bây giờ mẹ bóp một lại gia vị cho tụi con đi. Không, không phải, bóp cho cái bao này nè. Cá hộp anh em. Vậy bây giờ ủa mà bóc cho ai? Bóc cho tôi hả Bibo? Thôi mẹ chỉ định bóc cho ai trước đi rồi mày bóc lại. Con này trước đi, này chưa chơi mà. Vậy tôi trước cho. Vậy là tôi ăn được với cá. Không sao, cá với cái này tôi ăn được. Không, bóc lại cái khác. Mẹ con mày phải thương nhau chứ. Thương rồi, bóc cho tôi ớt một anh em. Trời, mày gắt có tâm quá ha. Gắt mấy giọt thôi, mày gắt nguyên vậy tôi ăn. Trời, lọt chơi mà anh em. Cố gắng, tôi bày ra nên tôi phải cố gắng. Ngon mà. Bóc đại cho Bibo cái gì nha. Tôi không biết nha. Mắm ruốc rất là thúi nhưng mà ngọt. Bibo hầu như nó sợ tất cả các món trong đây rồi nên bóc cái nào nó cũng ui hết anh em. Mắm ruốc là cái nào đây ta? Nhiều quá. Mày ngu quá này nè. Cái này nè. Trời. Ai ngu ai ngu. Cái này là ớt. Sa tế. Sa tế này mới là mắm ruốc nè. Kêu mày ngu quá. Nó tự chửi mình vậy. Tới mày ăn nè. Cười cho cô. Cục vậy? Rồi ăn thử đi. Chị ăn thử đi.
một cái mũi thôi à. Hơi thối anh em, nhưng mà nó ngọt lắm, mắm cuốn trong phải mắm tôm. Cuối cùng Vibo nó cũng chịu được mùi thối này rồi anh em. Hơi dị, nhưng mà không sao, tối tao mình dành toilet. Tới mẹ kìa. Bóc chúng cái này anh em, cái này là để xịt bánh kem ăn. Cái này sô-cô-la ngọt, ăn với bánh gạo ngọt. Có đâu mà mẹ nhăn. Không được. Mẹ tôi thấy ok rồi anh em, để xịt cho mẹ tôi. What? What? Dập con buồn. Rồi, mẹ ăn hết đi. Mình phải chơi nữa. Có hiểu gì. Trời. Để cho nó chạy đụng ra lá. Lá trời ơi, con chim bị. Lá đi. Sau khi chơi trò chơi này, gia đình tôi sẽ trở nên hạnh phúc hơn anh em. Phúc con thấy. Có hiểu gì hả? Mẹ tôi với Bò mới đầu dần quen trò chơi này rồi anh em. Hai người sẵn sàng đấu tiếp chưa? Rồi. Nhưng mà vào mai tôi sẽ bốc hai loại gia vị ăn chung với một cái bánh gạo cho hai người. Luật chơi mà phải chịu thôi, phải ăn thôi. Tương ớt, thịt heo. Rồi bây giờ chấm đi. Ai? Mày chọn ai vậy? Lại cứ quên rồi anh em, phải chọn người trước. Sao tao mới bốc nha? Ông ấy mày chưa chọn người, mày bốc mày ăn luôn đi. Có vừa đó nữa hả? Thôi tôi mà ăn đâu. Mày ăn cho tao, mày ăn với tao. Mày bay hả? Mày phải ăn. Đùa nói luôn. Lúc ngọt lúc mặn. Còn rất là nhiều loại gia vị như là wasabi, ớt bột, xả, ớt xay và nhiều loại gia vị khác hay gớm hơn nữa anh em. Tôi mong là tôi sẽ bốc được cho hai người này những cái món đó. Bây giờ tôi tới ốc cho mẹ tôi. Hồi nãy mày mới xin thương của lại tao đó, mày nhớ không? À đúng rồi anh em, quên. Tôi bị bột mới đúng. Nãy mẹ tôi ăn rồi, giờ tôi bị bột. Lại hai loại xốp mayonnaise và nước chấm hải sản, muối chanh ớt. Cái món này, cái món này gì vậy? Món này gọi là tối đi toilet lúc nửa đêm. Xốp mayonnaise cũng ngon á, muối ớt. Cái này thì không ngon chút nào hết anh em. Thôi tôi sẽ cắn phần mayonnaise thôi, tao bỏ phần ớt ra. Tôi đã ba loãng khó mà cắn được phần mayonnaise không. Còn phần mayonnaise kìa. Hết rồi. Hãy tưởng thức hương vị của buổi tối 12 giờ khuya ngồi trong toilet. Mặt Quy Bò đỏ lên luôn rồi anh em. Để cùng hưởng phước cái gia đình. Bây giờ tôi chơi anh em, ai bốc cho tôi đi. Mày hả? Để tao. Tao nữa. Hai người này ghét tôi lắm anh em. Tới lượt tôi là ai cũng đành bốc hết á. Mỗi người bốc cả đi. Để tao kiếm món cay nhất tao bốc cho mày. Để tao bốc. Để tao. Tao bốc. Để tao kiếm món chua nhất cho mày. Ai mà cho nhìn không có được nhìn. Nhìn chỗ khác. Hai này lố quá anh em. Bốc lại đi. Trời ơi, ớt hơi cay. Mong là món mì bò bóp ngọt để nó dịu lại cái cay anh em. Thúi, mắm tôm. Cay mà thúi. Thôi kệ anh em, tôi quay ra nên tôi sẽ gán anh em. Ớt. Chét chét đều đi. Chét xung quanh. Đều đi đừng có nhiều. Trời đều chứ không phải nhiều, bóp thêm cục nữa. Ghê quá anh em, mà tôi ăn được. Hơi thúi. Ủa giờ là coi sáng đi bộ. Yeah, mày ăn bự lên. Ráng lên em. Ờ. Ông nói ăn gì? Ngon anh em. Ngon con khỉ. Bây giờ tới mày sẽ lo một bột anh em. Đường. Yeah. Tao thích ăn đường. Kéo quá vậy. Ngon quá anh em. Mẹ tôi bóc cho mi bò đường anh em. Tôi mong là mỗi tiếp theo mẹ tôi sẽ bóc cho tôi được cái nào còn ngọt con ngon như đường vậy anh em. Xả cái mùi nó gớm quá anh em. Phải gán thôi. Số ông thọ anh em. Chỉ vô luôn. Ngon quá anh em. Không cần ngay đi tụi bay. Chẩn sao tôi sẽ trả thù. Ừ.
con biết mẹ phải mẹ con nữa, sao bóc cho nó món ngọt không vậy? Định mệnh là do cách ăn ở của mày á. Lấy muỗng chiếc bơ lên ăn nè anh em. Nhanh đi mày ơi. Ngon. Mẹ đây đi Bi. Tiểu đây đi Bi. Mình sẽ lấy muỗng chạy chạy cho đều ra, ăn cho đỡ nồng. Hồi nãy mày xài tay, giờ tao cũng xài tay. Bát tê theo anh em. Bát tê, để tao đi rửa tay cho ăn. Chén cái miếng bát tê cho nó ăn rồi. Khoan. Vậy nó không có ở đây, mình cho nó miếng bột nghệ anh em. Xòa xung quanh. Bát tê nào bị bỏ. Trên tay bị dính gì vậy vậy lên chú Bi? À, không gì hết, nãy dính mấy cái đời này mà. Mày cứ ăn pate của mày đi, cái này liên quan gì? Cái gì vậy vậy á? Tao không biết à nha. Chị ra là mày. Bây giờ để cái lý mày hơn, chơi cấp đầu cuối luôn. Đó chính là cái bánh này, ai ăn không? Nó chưa tiền, nó khú mà ăn đâu. Thôi nữa, dẹp, trời. Chết rồi anh em, không ai ăn. Vậy cuối cùng, ai ăn cái này đây? Ăn qua sơ bí nó lên não quá. Ui. Anh em nhấp vô, lấy TV ở đây để xem những cái clip trước mình đã làm nha anh em.